Chụm riêng xuống bóng bóng bát ngày này hả? Cảm ơn mầm bánh chọc xâm lò ra hà sạch món Nha mà. nhưng đặt lúc đặt lời chàng mà nẹ mặt đồng mà nẹ mặt đồng mới tới gọi đồng nào ơi ní tập xâm lò đồng bánh chọc dân lò dân này thì tới dân mình bánh hai chế sạch món dân cặp dân đồng chàng mất thì đường slot ấy dân đại sắp rút tam lo và hà mai nó Chết. tại vì mình bạch bọc ở bàn đây Món sáng cái bàn chết. hơi ní còn thứ cầm bông đây mà mẹ nhật người ta chết cầm bòi nồng chốc mình chọn đấy bạn mình tụi bay nè ngay thế dân tụi bay nè rồi thì dân nắng thì miền đại cú bì cái đau thì là thật sợ nâng nơi miền là bao xem tiết đại dương trong đại dương à, đặt bàn chân cho nó bàn tay nhưng mà bàn tay phần năng tế chẳng nhìn đạo ta phần năng sinh tới ăn lụ là bòi mà chọc nắng thì đó là trong thời cũng không giờ mà mẹ nhật còn chất nháp của con của liên này mà con trai của liên hồi nít tập thầm lo với anh mới dừng lại bật kìa bà nó phải nói thứ rồi tôi tính ra trong thứ mình đi một tích còn đi là hai tôn mà thì trong thứ nó vật vừa và đá mót vật u và đá cái tích tích nó đúng không có trong thứ bạn một chục mặt hàng với bao bao ai bây giờ là vẫn đang ai hộ mà hơi ní hờ nồng cái chốc dương tình một dịp xa một cầm chú xá cầm đèn xích chẳng hình tình là làm cái lâu thế hầu bật có thế ai hô được chăm anh chăm ai được cái hộp bài chăm phải chăm chăm anh là bao em đã ai hỏi anh là bao đấy đã mặc slem giờ trong thời kỳ đôi chút rồi lại đây kỳ còn ngồi để chăm đủ đặt cha nói mình nhờ đang chơi hay đang ngày để hay nên là liền nhưng dân si chẳng đã chẳng tới mà chẳng tâm trời ít tiết vời ơi. Mà chàng phình mà quả chàng thì mình tôi cho rõ lấy là còn mình lấy không còn mà tìm giờ thì nhảm hay cho nó bớt coi tụi nó nè mong câu này nè mong gì nó kêu là sẽ được sạch tiếp ngành cái đó ngành này admin là chẳng ai chết là admin
xong bong bong chui chút lại những xì hỏi mẹ mùi phong bong bong đây giờ mà chán đó con, giờ mà chán ba ở con chân mong con bạn cho mơ bị đá ông rồi đó chọc bạn ở con chân không lẽ cho chui chút lại thấy đói mà đã mùi phong mong con.